Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì đây là cái miếng lúa mình ít tay xả sao bà coi. Thì hôm trước mình làm một cái video là mình bón phân thêm 5 kg cho cái 60 ngày đó. Thì cho đến nay nó được 65 ngày bà coi. Thì bắt đầu là nó mẩn lại hết rồi bà con. Bây giờ thì mà con thấy là đồng đồng nó cũng đã to lên rồi ha. Cái này thì có thể là khoảng 5 ngày nữa là nó có chỗ lạc xẹt rồi. Thì mình bón phân vậy thì nó chỗ rất là nhanh mà con. Cái này đáng lý ra là mình bón khoảng 10 kg mới vừa đó bà con. Tại vì bón 5 kg mà bây giờ 5 ngày mà bà con thấy là bây giờ nó mới hay mẫn mẫn thôi, tức là nó cũng chưa có cái màu xanh. Thì có lẽ là nó 1-2 ngày nữa nó bắt đầu nó so đồng lên thì có thể là nó sẽ xanh hơn ha bà con. Thì cái giai đoạn này mình bón như thế thì nó sẽ chỗ rất là nhanh, nó chỗ thoát bông hơn so với mình không bón ha bà con. Tại vì cái trà lúa sau á thì bà con thấy là nó không bằng cái trà lúa trước của mình, tức là cái vàng giá của nó cao không bằng ha. Nhưng mà bà con thấy là mấy cái chỗ đó là bà con thấy là nó mình cái gò mình dặm nhiều vô nè, con thấy là bây giờ nó mẫn xanh hơn so với cái vạt này ha. Cái vạt này thì mình không có dặm nhiều, cái vạt này gò nè, mình dặm vô nhiều và con thấy là nó ngon hơn nè. Bây giờ nó xanh, nó bóng nguyên cái miếng đất và con dắt chiều này nhìn thấy rất là đã mắt. Con xem nó bằng ngọn nhìn đã mắt lắm mà con. Tại vì giờ này cũng hơi chiều, cũng 5 giờ rồi, cho nên là mình đi khai nước ra rồi sẵn đây mình thấy đẹp quá mình quay lại cho bà con xem kết quả mình bón 5 kg theo thêm á. Thì cho đến giờ thì bà con thấy là nó bóng mướt lên như thế này ha bà con. Thì mình làm một cái video ngắn để báo kết quả cho bà con xem thôi. Thì cái đồng đồng nó lò lên cũng rất là nhanh rồi bà con. Cái này có thể là 5 ngày nữa nó có chỗ là gai rồi. Thì mình cũng không có xịt thuốc gì ha. Tuy nhiên thì mấy cái sâu cuốn lá nó cũng còn lại gai nè. Thì tới đây khoảng 70 ngày thì mình sẽ tiến hành mình phun sâu, phun gầy, phun cái ngừa bệnh luôn. Thì đến cái thời điểm đó mình sẽ làm một cái video quay lại cho bà con xem ha. Con xem cả cái miếng đất mình rất là mê ha. Nó bằng ngọn, nó không có cỏ, không có hai tầng gì. Thì mình nhìn cái miếng đất rất là đẹp. Chỗ này mấy cái đầu vạt mà con thấy là nó cũng tới phân ha. Tại cái này buổi chiều mình quay nó nắng nó muốn hết rồi, cho nên là mình cũng khó coi. Với lại cái màu nó cũng chanh chanh này, rất là đẹp bà con. Nó không có xanh quá mà cũng không có vàng quá ha. Cái màu này đối với những giống lúa khác không phải là ST thì được cái màu này mà chỗ một cái thì rất là ngon ha. Ví dụ như cái đài thôm á, bà con để cái màu canh chanh như thế này nè, chỗ là tới nữa là nó không có lép luôn ha nè. Con xem mấy cái chỗ dữ nè ha, đồng đồng nó cũng rất là bự nè bà con. Cái này nó cũng muốn thè lè ra nè. Thì cái này 5 ngày nữa mình xịt lại là vừa đó. Thì chiều mình đi thăm, mình khai nước rồi mình thăm rồi thấy đẹp đẹp rồi mình quay lại cho bà con xem chơi rồi báo kết quả luôn. Thì video mình kết thúc rồi bà con. Bà con nào thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ bà con. Xin cho mình một like, theo dõi những video tiếp theo. Đến khi xịt cái cử đạt xẹt thì mình sẽ làm tiếp. Nói chung là cái trà lúa ST mà năm nay mình mần cái giai đoạn trễ này bà con, thì nó nhẹ, rất là nhẹ cái đạo ôn. Còn đối với một số những cái giống khác, ví dụ như đài thôm á, thì cái giai đoạn này bà con thấy là rất là căng luôn đó, đạo ôn rất là nhiều ha. Bà con nếu mà trong cái trường hợp mà bà con mà bệnh nặng ở giai đoạn đầu á, thì cố gắng là từ cái giai đoạn từ 45-50 ngày mình phải làm sao cho nó sạch bệnh đó bà con. Để không á là nó vô cái đậu ôn cổ lá rồi sau đó là nhảy qua cổ bông là chết luôn đó bà con.
sau này nó rễ cổ bông là coi như năng suất mình tiêu luôn đó. Vậy đây mình sẵn mình quay một cái miếng đài thôm kế bên nè bà con. Miếng đài thôm kế bên con thấy là nó 60 mấy ngày mà nó chỗ lác đác mà con thấy là nó không có bóng luôn nữa bà con, thì rất là căng ha. Video mình xin kết thúc, mình chào bà con.